Đây là cái phần củ loa này các bạn này. Đó, củ loa nha, củ rất gấu luôn, củ bằng từ bọc nha, từ bọc chống nhiễu nha. Em Đồng Khánh nha, giới thiệu đến các bác một cặp Yamaha LS 5 các bác nhé. Đây phần đấy cái căng này, đó cái căng này rất đẹp nhá, logo đầy đủ nhá, chút xíu bụi thôi. Đây là phần khung xương này, đó nguyên zin nhá, không có bị gãy một chút nào nhá. Phần tuyến loa đây rất đẹp các bác nhá, đó phía trước cái đó thiết kế lõm mà, và khi mà mình gắn cái lê căng này và nó sẽ ôm sát vào cái phần phần mép này, đó rất là đẹp. Em sẽ cậy ra để quay cho các bác cái phần tuyến loa này. Đây là phần chép này, phần bát này, đó, bát này, chép này, tất cả đều rất đẹp nhá. Đó, thùng thùng gỗ. Đó. Quay cái bác cái phần đằng sau nữa đây. Đây. Đây là phần đằng sau. Đó, phần đằng sau của cái cặp C5 LS 5. Đây là phần tem này. Đó. Công suất của nó là 80W, made in Japan. Nội thông hơi thiết kế phía sau các nhá. Cặp loa là sử dụng cặp bắp chuối nhá. Cặp bắp chuối nhá. Đó. Bên đây có một cái vết cấn nhẹ này. Đó. Đó. Series này 886 994. Để mà mở thử cho quý vị nghe một đoạn nhé. Em đang đánh nó vào cái con gì nhỉ? DJ Champ Battle Mix activated.